Nguyên Khang và Hữu Tính rất vui chào đón quý vị đang cùng đến với tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay lần 2 Thông thường thì khi em sẽ hai MC bước ra thì thường là người ta sẽ khoác cái nhau đúng không? Hai đứa đi như chưa bao giờ nhìn mặt nhau. Em em phải em phải gọn gàng ra. Ví dụ bắt tay anh Khang ơi, đây là lần đầu tiên em sống đuôi cùng với anh, nhớ không? Em cũng muốn khoác ờ. anh nhưng mà em sợ khoác anh rồi cái em đi cái tướng khác em tưởng em mặt xa rê nữa chứ. <laughs> khoác không cần phải nhảy chân sáo đâu trên à. đường làng. Bây giờ anh hỏi nè, dạ. khi mà em được nhận được cái lời mời À, của nhạc sĩ Minh Vi sẽ đồng hành trong cái chương trình này thì em có bất ngờ hay không? Dạ, thật ra là em có một sự bất ngờ mà hơi hơi. Hơi hơi? Dạ, hả? Tại vì con người em nó có cái linh cảm mạnh lắm. Hay quá. Tự nhiên cái ngày em đó em quyết định là em ngủ mà em không có tắt chuông điện thoại. À. Ờ, cái tối em Minh Vi gọi. Oh, oh yeah. ờ, cái là em vui quá. Em, bắt đầu em vui, em em biết là nhận để dắt show của chị Tư em à. đồng ý liền. Hay quá. Và trong chương trình lại còn chung với anh Nguyên Khang nữa. Ừ. Dạ thì phải à, nói là còn gì bằng nữa. em tỉnh tới sáng em tỉnh Tí luôn vì em biết là người dẫn chung sẽ là anh dạ đúng Bà, rồi. tuyệt vời thế thì à, anh cũng rất bất ngờ khi mà anh minh vi thông báo là anh sẽ dẫn chung với em dạ. rõ ràng chúng ta là một cặp rất đẹp đôi em ha dạ một Trong cặp bài trùng 10... đó. không thưa quý vị đứng bên đây thì rõ ràng đây là số 10 nè quý vị số 1 và số 0 đứng số 10. thế thì bây giờ số 0 cho anh biết nè khi mà à, em nghe chị cẩm ly à, hát á với tuyệt phẩm chữ tình xưa và nay đó thì em thích là chị cẩm ly của xưa hay là chị cẩm ly của nay riêng em thì uh, chắc là do cái ấn tượng đầu của chị tư đối với em mạnh quá cho nên em thích chị tư ở uh, xưa à. xưa đó Vì nhạc sao có nghĩa là nhạc trẻ nhưng mà vẫn uh, gọi là gia giết trữ tình nồng ấm nồng nàn à, nhưng mà anh thì lại ngược lại anh sao cái này thì anh không đồng ý với em thì anh thích chị cẩm ly của nay tưởng tượng chị cẩm ly bước ra mặc cái áo dài thước tha rồi hát bolero là rùng rời rớt tim mà chưa kể chỉ mà mặc cái áo bà ba nữa mà chị hát những cái khúc dân ca quê hương thôi. Tôi nói thiệt, tôi đi thẳng qua bên kia, đi cầu khỉ mà không rớt dép. <laughs> Ghê vậy. Ừ, đó, cho nên là anh cảm thấy anh thích chị chị Cẩm lý của nay hơn. Nhưng mà em vẫn thích xưa hơn mặc dù anh nói như vậy nhưng mà em có nghĩa là em đã nghe quen lỗ tai rồi, em thích em thích xưa hơn. Xưa tức là em thích những cái ca khúc uh, nhạc trẻ nhiều hơn đúng không Đúng rồi. Thuộc được ca khúc nào không? Trời đất ơi, trời anh chị hỏi sao không thuộc? Vậy là đây là fan ruột luôn anh coi em hát một cái ở dưới người ta hát theo gọi là trầm rộ luôn nè ờ đâu thử coi có thuộc không hát sai là tôi ngắt mũi vô vì, vì sao, sao anh lại nở gian rối tim em ơi, ơi người quá từ từ không phải em nhớ cái câu sao vì sao anh lại nở rối tim em ơi người kê bay không nhắc em lại vì sao anh lại nở sang rối tim em hơi người quan tim đau từng cơn ok lại vô. Vì, vì sao, sao anh lại nỡ gian dối, dối tim em ơi người Quặn tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai Vì sao, sao anh lại, lại muốn chọn cái con đường Lệ chán, chán quen bờ, bờ mi thì, thì tôi ta, ta, ta đành chia, chia tay vì yêu ai Em sẽ là người đi. đi ra Em đi, em đi ra cho à, đây là show của chị Cẩm Ly nha Em ra em <laughs> hát như vậy mà em còn biểu diễn nữa Em biết hôm nay Spotlight là chị Cẩm Ly không? Đúng rồi Em còn giọng hát của em nữa không, em chỉ muốn thể hiện cho anh biết rằng em là một fan chân chính mà à. ngoài cái dòng nhạc xưa ra còn cái dòng nhạc nai nữa. Đúng đúng, dòng anh nhạc nai anh hát được không? Ờ uh, nhạc nai của chị Cẩm Ly thì biết được nhiều bài đó nhưng mà em cũng biết là dây dòng hát qua là dòng hát bỏ bùa mà. <laughs> cho nên là bây giờ thì em em thử một câu đi. Một cái câu nào đó dân ca quê hương của chị Cẩm Ly. Dân ca nha. Chị chị Cẩm Ly hay hát mấy bài nhiều về con mấy con chim nè. Ví dụ như là à, chim chim em nhớ em, đúng em rồi. nhớ em nhớ chim rồi. À. Chân 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 lâu đau, đau xót ly chim quyên sau, sau anh đành vương, quá cầu quên em em đi luôn đi nha lại một lần nữa anh cảm thấy là đây là một cái live show của em luôn đó có vẻ Tuyệt là rồi. anh không có thích em không phải anh không thích em mà tại vì anh thấy rõ ràng ở đây là em có một cái sở trường về giọng hát quá hay. Anh đứng bên em anh chỉ có một cái ưu điểm về nhan sắc và giọng nói thôi thì làm sao anh có thể so kè được. Cho nên hai đứa mình quay trở lại với ra trò dẫn chương trình đi. Yeah. Bây giờ mình giới thiệu cái sự xuất hiện của chị Tư Cẩm Ly sao cho nó nghe vừa mộc mạc dân ca mà nó ngọt ngào như mía lùi đi. Yeah. Mời em, yeah. Rồi, anh mời em. em. Thưa quý vị, quý vị đã từng yêu mến chị Cẩm Ly với hình ảnh của một cô gái vô cùng sôi nổi trẻ trung trong những cái khúc nhạc trẻ một à, người phụ nữ điềm đạm thước tha trong tà áo dài hay là sự chất phát mặn mà của những chiếc áo bà ba thì ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với hình ảnh ấy qua tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay và xem cẩm ly của xưa và cẩm ly của nay đã có sự phối hợp ăn ý như thế nào hãy cùng chào đón phần thể hiện của chị tư cẩm ly